Ban liên lạc truyền thống Bộ đội Trường Sơn thành phố Biên Hòa vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm 65 năm ngày mở đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh và ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn 19 tháng 5 năm 1959, 19 tháng 5 năm 2024. Tại buổi họp mặt, các cựu chiến binh đã cùng nhau ôn lại lịch sử hào hùng 65 năm ngày mở đường Trường Sơn huyền thoại. Trở về đời thường, các cựu chiến binh tiếp tục giữ mối liên hệ đoàn kết đồng chí đồng đội, động viên nhau phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, hưởng ứng tích cực các phong trào xây dựng và phát triển địa phương, đặc biệt là nêu gương sáng, giáo dục truyền thống yêu nước cho con cháu, giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương.